Hey, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spiderum. Và hôm nay là bài viết của tác giả Ham Học. Mạng xã hội hủy hoại xã hội nhiều hơn bạn nghĩ. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Các công nghệ nói chung và Internet nói riêng đang thay đổi hoàn toàn thế giới. Chúng đem tới cho xã hội loài người sự phát triển, những lợi ích vô cùng to lớn. Điển hình nhất là giúp tiết kiệm thời gian, công sức, mang tới nhiều hơn những sự lựa chọn và cả những sự kết nối. Đúng rồi, mình vừa nhắc tới sự kết nối. Internet giúp kết nối chúng ta lại với nhau. Nó giúp cho thế giới phẳng hơn và xóa nhỏ khoảng cách về địa lý, giải quyết vô cùng thỏa đáng nhu cầu trao đổi thông tin của loài người. Và mạng xã hội, một trong những ứng dụng kinh điển nhất của Internet, chính là giải pháp tuyệt vời nhất giúp kết nối con người lại với nhau. Các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay là TikTok đã cho thấy sức ảnh hưởng và quy mô khủng khiếp như thế nào khi sở hữu lượng người dùng vô cùng khổng lồ. Và giờ đây, các mạng xã hội dần trở thành những thứ không thể thiếu cho cuộc sống hiện đại. Thế nhưng, Martin Luther King đã từng nói, cuộc sống của chúng ta bắt đầu kết thúc vào cái ngày mà chúng ta thờ ơ với những điều quan trọng. Khi các mạng xã hội làm quá tốt khả năng kết nối con người lại với nhau, thì dường như nó lại chia cắt con người ở một khía cạnh nào đó, khiến cho chúng ta dường như đã quên đi những điều quan trọng ở thế giới thực bởi những giá trị ảo mà Internet mang lại. Vào năm 2014, Timothy, giáo sư tâm lý học tại trường đại học Virginia, cùng các cộng sự của mình đã tiến hành một nghiên cứu rất đáng chú ý về tâm lý con người. Có lẽ nó sẽ khiến bạn phải giật mình nhìn lại bản thân, và đặc biệt là nhìn lại cách giáo dục trẻ nhỏ nếu như bạn là một giáo viên hay là một phụ huynh có con nhỏ. Trong phần đầu của cuộc nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra các đối tượng tham gia vào một căn phòng trống và ở lại đó từ 6 đến 15 phút. Họ chỉ được quyền ngồi yên trên ghế và làm bạn với những suy nghĩ ở bên trong mình. Không có màn hình tivi, điện thoại, sách báo, tranh ảnh hay là bất cứ công cụ giải trí nào. Có tới 57,5% người tham gia nói rằng họ cảm thấy khó tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Và 89% nói rằng đầu óc của họ luẩn quẩn một cách vô định, cho dù là không hề có bất cứ cái gì trong căn phòng có thể lôi kéo sự tập trung của họ. Kết quả này có lẽ không khiến nhiều người bất ngờ. Sự tập trung chính là vấn đề phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhưng điều đáng chú ý là ở phần sau của nghiên cứu. Các đối tượng tham gia nghiên cứu được thử trải nghiệm một cú điện giật và trả lời xem là liệu họ có sẵn lòng bỏ ra $5 để tránh bị điện giật thêm lần nữa hay không. Và có một số ít người chấp nhận tiếp tục bị giật điện thay vì mất tiền. Sau đó, họ tiếp tục được đưa vào một căn phòng trống như ở phần đầu của nghiên cứu. Tuy nhiên thì lần này, các đối tượng có thêm một phương tiện để giải trí. Đó chính là chiếc nút ở trên bàn. Mỗi khi bấm vào nó, họ sẽ bị giật điện. Nhóm nghiên cứu muốn quan sát xem là liệu các đối tượng có thể chịu đựng sự nhàm chán này trong vòng 15 phút hay không, hay là họ sẽ giải trí bằng cách tự giật điện chính mình. Và kết quả thu được thì cũng rất là bất ngờ. Có tới 67%, 12 trên 18, nam giới, và 25%, 6 trên 24, nữ giới, bấm nút tự giật điện bản thân. Càng đáng nói hơn nữa, khi mà thống kê này chỉ tính đến những người sẵn sàng bỏ ra $5 để không bị giật điện trước đó. Họ thà chịu đựng đau đớn thể xác hơn là chịu đựng sự nhàm chán trong vòng 15 phút. Có thể bạn cho rằng những người này thật là kỳ quặc, nhưng sự thật là phần lớn chúng ta cũng đều kỳ quặc như vậy. Cũng trong nghiên cứu này, các tác giả đã thống kê rằng 95% người Mỹ trưởng thành sử dụng ít nhất một hình thức giải trí nào đó trong vòng 24 giờ gần nhất. Nhưng chỉ có 17% nói rằng họ đã dành thời gian để suy nghĩ cũng trong khoảng thời gian này. Các hình thức giải trí rõ ràng hấp dẫn hơn rất nhiều so với những việc động não suy nghĩ. Chắc chắn rồi, tư duy là một công việc đầy nặng nhọc. Chúng ta sinh ra không phải là để tư duy. Tâm trí của con người có xu hướng thích giải trí và bị phân tâm bởi môi trường xung quanh. Đây là kết quả của sự tiến hóa. Từ thuở xa xưa, tổ tiên của chúng ta liên tục đối diện với nguy cơ chết đói hoặc là trở thành bữa ăn của các loài săn mồi. Vì thế, họ đã phải học cách chú ý đến từng chi tiết nhỏ của môi trường xung quanh. Việc quá tập trung vào một đối tượng hoặc là công việc có thể khiến người tiền sử bỏ qua dấu hiệu của một con sư tử hay là rắn độc ở ngay gần kề. Đó chắc chắn là một sai lầm chết người. Và tư duy thì cũng không phải là một công việc được khuyến khích, bởi đây là một hoạt động rất là nặng nhọc. Bộ não là một cỗ máy ngấu nghiến năng lượng. Chỉ với 2% khối lượng cơ thể, nó đã sử dụng tới 30% năng lượng. Vì thế, nó chỉ tư duy nếu như bắt buộc phải làm như vậy mà thôi. Đây là chiến thuật tiết kiệm năng lượng hợp lý trong bối cảnh người tiền sử phải lang thang kiếm ăn từng bữa và có thể chết đói bất cứ lúc nào. Và hậu duệ của họ chính là chúng ta ngày nay này, vẫn còn giữ nguyên những bản năng đó. Chúng ta lười động não, thích giải trí và luôn có xu hướng chống lại sự tập trung trí óc vào những công việc cụ thể. Đây là lý do mà người tham gia nghiên cứu phía trên không thể chịu đựng được sự nhàm chán. Khi bị ép buộc phải suy nghĩ và không có gì để giải trí, họ cảm thấy khó khăn đến mức mà nhiều người phải tìm kiếm sự giải thoát bằng cách tự làm đau bản thân với những cú giật điện. Trong thời đại ngày nay, với sự phổ biến của smartphone, internet, mạng xã hội cùng vô số hình thức giải trí khác nhau, con người ta hiếm khi phải chịu đựng sự nhàm chán như các đối tượng tham gia thí nghiệm. Bạn có thể gọi đó là một sự giải thoát, một sự may mắn cho chúng ta. Nhưng mà khi suy xét kỹ thì đó chính là một nỗi bất hạnh. Hãy lấy giấy bút và viết ra những khoảnh khắc, hoạt động mang lại ý nghĩa và giá trị lớn cho cuộc đời bạn. Và bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả chúng đều nhàm chán. Nụ hôn đầu tiên, khoảnh khắc nhận ra ý nghĩa cuộc sống, thời điểm biết mình sắp làm cha, làm mẹ, giây phút tìm ra được một ý tưởng sáng tạo để đời, hay là giọt nước mắt chia tay một người bạn thân, tất cả đều diễn ra trong sự tĩnh lặng và riêng tư. Bạn sẽ ghi nhớ chúng đến cuối đời. Còn bữa tiệc tuần trước, lễ hội cách đây vài ngày, hoặc là video hài mà bạn vừa xem trên TikTok sẽ nhanh chóng biến mất không một dấu vết trong ký ức của bạn. Những công việc tạo ra giá trị cũng thường là nhàm chán. Ngoại trừ một số ít người làm công việc đặc thù như là tổ chức sự kiện, thuyết trình bán hàng hay là ngôi sao giải trí. Đặt bản thân vào môi trường tĩnh lặng và nhàm chán cũng giúp cho con người ta cảm thấy vị tha hơn, yêu cuộc sống hơn. Không phải vô cớ mà những nhà tu hành đều thiền và khuyến khích mọi người thiền khi mà rời xa khỏi cuộc sống ồn ào cùng những thú vui giải trí để trải nghiệm sự tĩnh lặng trống rỗng. Tư duy của con người trở nên thông suốt hơn, tâm hồn của họ cũng trở nên yên bình hơn. Khi cho phép bản thân mình đắm chìm trong thế giới giải trí, chúng ta sẽ không có cơ hội trải nghiệm tất cả những điều tuyệt vời trên. Thứ mà chúng ta đánh mất không chỉ là thời gian mà còn là những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vẫn còn một thứ quý giá khác mà chúng ta đã đánh mất. Đó chính là khả năng tập trung và tư duy. Nếu bạn nghiện các hoạt động giải trí ở trên mạng xã hội, có lẽ bạn sẽ thấy bản thân mình giống như những người tham gia thí nghiệm tâm lý ở phía trên. Khả năng tập trung của bạn bị giảm sút cả về mặt chất và lượng. Bạn không thể tư duy sâu vào một vấn đề cụ thể. Bạn cảm thấy bồn chồn khi làm một việc gì đó quá vài phút. Bạn bỏ ngang việc đang làm để lướt Facebook hoặc là TikTok. Những bài viết dài hơn 15 dòng cũng khiến cho bạn cảm thấy quá tải. Những nội dung giàu hàm lượng tri thức khiến cho đầu óc bạn quay cuồng và từ chối tiếp nhận. Trong cộng đồng Spiderum thì có lẽ không ai như vậy, nhưng mà tôi tin tất cả chúng ta đều quen nhiều người như vậy. Bộ não cũng giống như cơ thể, muốn khỏe mạnh thì cần phải tập trung. Có những thú vui giải trí thì chẳng khác nào bánh kẹo, khoai tây chiên hay là nước ngọt. Thưởng thức chúng thì khiến bạn thỏa mãn đấy, nhưng mà dần dần sẽ khiến cho cơ thể của bạn suy yếu, đánh mất khả năng thực hiện những công việc đòi hỏi sức mạnh và sự dẻo dai. Và tôi coi đây mới là thứ đáng sợ nhất của thế giới giải trí ngày nay. Chúng không chỉ ngấu nghiến thời gian của người dùng, tước đi cơ hội trải nghiệm những khoảnh khắc ý nghĩa, mà còn âm thầm hủy hoại năng lượng tư duy của họ. Đó là lý do mà nhiều lần tôi nói với những người xung quanh rằng mạng xã hội TikTok là một thứ đáng sợ. Tôi không hình dung nổi con người ta có thể học được những gì chỉ từ những video dài có 1 phút. Đó là một khoảng thời gian quá ngắn để truyền tải trọn vẹn một bài học có ý nghĩa hoặc là những vấn đề đòi hỏi tư duy phân tích. Đó là thế giới của những thú vui giải trí chốc lát, và một bộ não đắm chìm trong thế giới của những video giải trí như vậy sẽ dần đánh mất khả năng tư duy và sự kiên nhẫn. Qua đó, bạn cũng đánh mất năng lực thực hiện những công việc quan trọng mang lại giải trí, đánh mất khả năng lắng nghe, thấu hiểu người khác. Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai thứ, TikTok hoặc game, thì tôi sẽ lựa chọn game. Khi đắm chìm vào game, tôi cũng lãng phí thời gian của cuộc đời mình, nhưng mà ít ra thì tôi còn rèn luyện được khả năng tập trung, tư duy chiến thuật, phối hợp đội nhóm để đánh bại kẻ thù. Đúc kết lại, thông điệp mà tôi muốn truyền tải ở trong bài viết này đó là các khía cạnh cuộc sống của chúng ta không phân tách thành những ngăn riêng biệt. Cách bạn giải trí sẽ ảnh hưởng đến cách bạn làm việc, đối xử với đồng nghiệp, với bạn đời, với con cái, hoặc là hành xử trước những tình huống khó khăn trong cuộc sống. Khi cho phép bản thân bạn đắm chìm vào những thú vui giải trí chốc lát, thứ bạn đánh mất không chỉ là thời gian mà còn hơn thế rất nhiều. Và để kết thúc bài viết này thì tôi xin mượn một câu nói rất tâm đắc của một nhà toán học triết học người Pháp. Mọi vấn đề của loài người đều xuất phát từ việc họ không thể ngồi im một mình trong phòng. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderum.com để tìm đọc thêm. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại!